Hola, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập Gmail trên desktop trên máy tính. Đầu tiên chúng ta sẽ vào trên thanh công cụ của web. Chúng ta ấn cho mình gmail.com. Rồi sau khi ấn gmail.com xong thì chúng ta sẽ, nếu mà các bạn có tài khoản rồi thì giao diện như này. Còn nếu chúng ta chưa có tài khoản thì trông nó như thế nào? Nếu chúng ta chưa có tài khoản thì trông nó như thế này. Gmail.com. Đây, nếu chúng ta chưa có tài khoản thì trông nó như thế này. Thì các bạn sẽ ấn vào tạo tài khoản. Hãy cho bản thân tôi, cho con tôi. Thế thì nếu phụ huynh thì bấm cho con tôi, không thì cho bản thân tôi cũng được. Cho bản thân tôi. Họ và tên. Chúng ta đi. Ví dụ như là Nguyễn Văn à Nguyễn Hoàng Thiên Sơn. Đó. Tên người dùng thì thông thường thì các thầy cô hay để theo một cấu trúc nhất định, đúng không? Ví dụ như là Nguyễn Hoàng Thiên Sơn thì chúng ta sẽ chọn Sơn NHT chưa? Chấm Sơn NHT chấm C2 ngồi đây C. Đó, a@gmail.com. Thế thì nếu mà chẳng may mà có trùng thế nào gọi là họ là trùng, nếu có bạn nào đó có tên trùng với mình thì mình có thể thêm năm sinh, ví dụ như các bạn sinh năm 2010, 2009 thì có thể thêm 09, không thêm 13 vào cũng được, được chưa? Mật khẩu chúng ta sẽ chọn mật khẩu là đây, sử dụng 8 ký tự trở lên kết hợp chữ cái số và biểu biểu tượng. Thế thì thông thường thì ví dụ như mình đặt là Sơn 1234 đi, Sơn chấm 1234 nhá, Sơn chấm 1234 đủ chưa, 56 đủ chưa, đủ rồi đúng không? Sơn chấm 1234 56 đó, sau đó ấn tiếp theo. Ok, nhập số điện thoại, nhập cũng được mà không nhập cũng được, bằng email khôi phục không bắt buộc, ngày tháng năm sinh ví dụ như 01 tháng 2 năm các bạn đừng chọn số tuổi bé quá, lý do là nếu các bạn chọn dưới 18 tuổi thì mail nó không kích hoạt được, chúng ta sẽ chọn trên 18 tuổi. Biết là không đúng năm sinh của các bạn nhưng mà bởi vì nếu mà bé quá lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì chưa đủ tuổi để sử dụng. Chúng ta cứ chọn năm 2000 đi chẳng hạn. Giới tính nam hoặc nữ tùy các bạn chọn cũng được. Được chưa? Đừng khai thật 2010 nhá, không tí nữa lại không đăng nhập được. Hoặc 2009 nhá, tiếp theo. Ok, xong rồi. Đó, đồng ý thôi. Đấy, các bạn đợi một tí thì email sẽ được thiết lập và chúng ta có thể vào được email. Từ email chúng ta sẽ nhận cái đường link Google Classroom của cô để vào lớp. Ok, đã hoàn thành rồi. Thế thì các bạn nên ghi nhớ gì? Ghi nhớ ID này, password nhá. Nếu không nhớ thì lúc lấy lại rất là khó, được chưa? Ok, thì như vậy mình đã hướng dẫn xong cho tất cả các bạn rồi. Sau đó thì các bạn sẽ vào lớp học này. Click 9 chấm cho nó chọn lớp học. Đấy. Lớp học. Tiếp tục. Sau đó các bạn thêm lớp học với cái mã mà các thầy cô đã cho tham gia lớp học. Đấy, mã mà thầy cô đã cho. Click vào là chúng ta sẽ có thể vào được lớp thôi. Ok chưa? Rồi như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách lập Gmail và tham gia lớp học. Chưa? Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.